Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay như tiêu đề, Minh Biker đem đến cho anh em hai chiếc xe mô tô, đó là Z300 và CB300. Thì rất là nhiều anh em đang phân vân là giữa hai dòng này mình mua con nào. Thì anh em phân vân cũng đúng thôi, bởi vì Z300 hai máy và CB300 một máy. Thì cái đầu tiên mình sẽ phân tích cho anh em ha. Thì về cái phần CB300 một máy thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn, và nó là cái thương hiệu của Honda, nhưng mà nó sẽ yếu hơn hai máy. Hai máy mình đi tour á, nó ok hơn, nó mạnh hơn, đâm hậu đã hơn, nhưng mà nó bảo trì nhiều hơn. Đó, ví dụ hai bugi, hai ống xả và nhớt thì nó sẽ nhiều hơn ha anh em ha. Thì anh em cứ hiểu như vậy. Thì để mình phân tích cho anh em thêm một xíu nữa là, ví dụ nha, con này bảo trì 1 triệu thì con này 1.2 triệu, 1.250 triệu, 1.3 triệu. Đó, anh em hình dung ra vậy ha. Nó không phải là gấp rưỡi hoặc gấp gì đó, thì nó chỉ là trên lệch. Ví dụ con này bảo trì tầm 1 triệu thì con này 1.2 triệu, 1.3 triệu, nó nằm trong khung đó. Rồi, anh em hiểu đơn giản như vậy ha. Còn xe bên Minh bán ra thì bên Minh có nhận bảo trì, bảo dưỡng cho anh em luôn, nên anh em rất yên tâm, giá cả hợp lý luôn. Làm chụp hình cho anh em đầy đủ, tại vì xe mình bán ra mình phải có hậu mãi cho anh em. Rồi, điều đầu tiên là mình sẽ đến cái con CB300 này. Quay qua đây, qua CB300 đi. Thì ngoại hình là hai con đều khác nhau, một con thì nó thể thao, còn một con là neo sport. Neo sport có nghĩa là giữa cổ điển kết hợp với hiện đại anh em. Rồi, thì mình đi tới con CB300 bị lẹo lửa anh em. Rồi, quay tới CB300. Thì xe này rất là keng. Xe này mới chạy có 5.000 cây thôi anh em. Rồi, con này là 221, đăng ký 221 gần 22. Bên mình đang bán ra lại với giá 91 triệu nha anh em. 91 triệu anh em có những gì? Anh em có một cái con CB300, có kính chắn gió xịn. Quay gần cho anh em xem, kính chắn gió xịn. Và dĩ nhiên hai chìa khóa zin đầy đủ. Đây, hai chìa khóa zin đầy đủ. Ok anh em, gắm lâu lại. Rồi, quay cho anh em xem. Tại vì hôm nay mình chỉ tập trung vào cái con CB300 này thôi ha. Rồi, xe đầy đủ đồ zin nha anh em. Ở đây có báo số nè anh em. Trên cái con xe này nó không có báo số, nhưng mà ta đã gắn thêm cái báo số. Rồi, xe rất là keng và cộp, mới tinh luôn, hầu như là không có chạy xước gì đó anh em. Không có chạy xước gì. Rồi, ở đây có lên một cái ba ga sau nè. Cái này để đồ, cái này rất là chắc nha anh em, rất là tốn tiền nha anh em. Rồi, ở đây có cái biển số giống như MT09 nè anh em. Nó nằm ở đây, rất là đẹp ha anh em ha. Nó còn đuôi zin, anh em mà thích đuôi zin thì anh em về gắn đuôi zin vô. Biển số rất là đẹp nè, rất là chắc chắn luôn. Em có thể quay thấy cái con ốc bên năng không? Ở đây có lên sẵn con ốc bên năng rất là xịn sò. Đó, đồ chơi đầy đủ luôn, đủ xài cho anh em luôn. Anh em về không tốn nữa, nhìn như đây thôi chứ 4-5 triệu rồi đó anh em. Rồi, tiếp theo, cái màn này rất là hay. Anh em thấy gì chưa? Cặp chợ sáng quá là xịn luôn. Cặp chợ sáng B200 rất là sáng. Em thôi đợi đứng từ bên kia đi, anh sẽ bấm qua đây. Thấy chưa? Nè, ví dụ mình đi đường, em quay bên kia thấy luôn á, bên cái nhà bên kia vẫn thấy luôn, ban ngày mà vẫn sáng luôn. Thấy chưa anh em? Màu trắng. Đây, quay đây nè. Em thấy nãy quay thấy chiếu qua kia, ban ngày vẫn sáng là anh hiểu là ban đêm nó sáng cỡ nào. Ví dụ màu vàng đi đường sương mù, còn màu trắng mình đi đường ban đêm bình thường, mình nhấp nháy, mình đá xe hơi đồ này nọ. Rồi, rất là xịn sò anh em ha. Rồi, thế mình tắt. Rồi, tắt. Rồi, qua đây anh em mình nghe cho anh nghe tiếng bô zin. Anh em nào muốn độ bô cho những con này thì bên mình có luôn nha anh em, mình hỗ trợ luôn. Bô zin con này một máy nha anh em. Anh em khỏi phải lo ha, xe 5.000 cây thì rất là mới. Anh em có thể coi cái dĩa nè, can xà beng luôn. À, con này bị có lên bảo vệ két nước. Con này là bảo vệ ti phuộc nữa nè. Trời, quá trời luôn, nó như thiệt. Liệt kê ra thì đồ chơi hơi nhiều ha anh em ha. Con này có bảo vệ két nước nè ha. Rồi dĩa rất là mới luôn, 5.000 cây thì rất là lướt anh em. Ốc tán nè anh em. Anh em chơi xe thì anh em nhìn vô biết xe đẹp hay không đẹp rồi chứ gì đâu. Rồi, cái này miếng này để cho khỏi văng bùng nè anh em. Chủ xe là người có tuổi á, nên người ta ấy vậy. Rồi, ở chỗ này có chỗ mình treo trà sữa nè anh em. Rồi,
Cục máy thì ôi đẹp rồi anh em, khỏi nói luôn, sáng trưng luôn. Mọi thứ anh em coi clip nè, ốc nè, sáng trưng luôn nè. Xe rất là mới mà, xe mới đây mà anh em. Đó. À có lên ốp chống trượt bình xăng nữa. Còn gì bằng nữa anh em. 91 triệu cho một em xe. Khỏi chê luôn. Đồ chơi đầy đủ luôn, mình thấy khá nhiều đồ chơi á. Đâu mình đếm thôi. 1 nè ha. 2 nè ha. Cái chợ sáng nữa là 3 nè ha. Rồi 4 nè ha. Báo số là 5 nè ha. Cái này cái ba ga sau là 6 nè ha. Cái chắn bùn sau là 7 nè ha. 7 cái này là 8 nè ha. Sơ sơ là 8 món. À ốc bên nữa là 9 món. 9 món, sơ sơ là thấy 9 món ăn chơi rồi thấy anh em. Rồi, con này một chủ đập thùng nha. Anh em ký ủy quyền hay mua bán đều được. Con này biển số 79 nha anh em. Rồi. Anh em nào mà muốn rút hồ sơ thì mình hỗ trợ luôn nha. Có gì hỗ trợ mình thêm phí đi lại là được rồi, dễ ồm, rút hồ sơ dễ. Rồi. Bây giờ thì con này anh em sử dụng nó làm cái gì? Đi lại trong phố hoặc đi hàng ngày vẫn là ok nha, tại cái kiểu dáng nó rất là thoải mái. Để mình ngồi cho anh em xem. Ngồi rất là thoải mái anh em. Mình 1m7 mà ngồi còn mà khom khom chân xuống luôn. Anh em 1m65 thì ngồi thoải mái nha anh em, không có gì phải khó. Đó. Rất là thoải mái, đi lại trong phố nhìn nó ngầu và nó không có lỗi thời anh em. Kiểu dáng nail sport này là vừa cổ điển vừa thể thao mà nó không có lỗi thời. Rồi, thì Z300 này mình cũng bên đây là Z300 2018. Thì đối với cái dòng Z300 2018 này thì nó cũng còn mới lắm anh em. 2016, 2015 thì nó cũ thôi. Còn 2018 này thì nó còn mới lắm. Rồi. Thì cái con này mình bán với giá là bao nhiêu ta? 82 triệu anh em. Con này 82 triệu, hai máy 82 triệu ha. Đó. Rồi. Thì 82 triệu anh em sẽ có gì? Có gì? Có cái ba ga này rất là chắc. Rồi. Chợ sáng. Để mình mở chợ sáng cho anh em quay ha. Công tắc đèn led đẹp lắm nè, em quay đây. Công tắc đèn led rất là đẹp nè. Đó, thấy công tắc đèn led không? Đây nè, rất là đẹp. Rồi, quay qua cái chợ sáng. Chợ sáng để mình mở cho anh em xem. Rất là sáng luôn. Sáng qua bên kia luôn kìa. Ban ngày mà sáng cỡ đó thì ban đêm nó sáng làm sao? Thấy anh em, ban ngày mà sáng cỡ này thì ban đêm nó sáng như thế nào nữa. Cực kỳ sáng luôn. Cặp chợ sáng rất là xịn luôn. Rồi. Thì con này thì cũng có ốc bên nâng anh em. Ốc bên nâng thì chất xe cũng rất là mới. Quay đây ốc bên nâng nè em. Chất xe cũng rất là mới. Anh em thấy chưa? Cực kỳ mới. Đó, gác chân cũng mới tinh. Rất là mới luôn mọi thứ. Cục máy nè anh em, quay cục máy cho anh em xem. Có chống đổ nè ha. Đó, dàn áo nè anh em. Can xà beng luôn. Rồi, cho anh em nghe tiếng bô, bô hai máy, bô zin. Mấy con này thì anh em muốn lên bô độ bên mình có hỗ trợ hết. Tại bô lên bô độ mấy con này dễ lắm, nó có cổ slip on. Rồi. Hai máy thì nghe tiếng nó sẽ đều hơn nha anh em. Đều hơn, chạy đâm hậu nó đã hơn. Đó. Rồi. Rồi, thì cả hai con đều có ABS, đi rất là an toàn. Thì con này là 82 triệu, con kia 91 triệu. Anh em nào thích mua con nào thì bóc mình. Con này là đời 2018 nha, giá 8 đời cao nha anh em. Rồi, ok anh em ha. Còn có gì nữa không thì quay vô đây. Con này hình như có lên đèn led ha. Có lên led không? Để anh đề lên. Có led luôn nè. Đó, hai bên luôn nè, thấy không? Đó, hai bên luôn nè, thấy không? Hai bên led luôn. Rồi, ok. Vỏ thì mới, yên tâm. Mấy cái xe bên bên là trước khi bán cho anh em là mình bảo trì, bảo dưỡng hết rồi. Anh em chỉ việc mua về chơi thôi. Dĩ nè anh em, quay quay dĩ nè. Dĩ không một vết chày xước luôn. Rồi, có bảo vệ các nước luôn nè. Rồi, vậy nha anh em. Anh em nào muốn mua xe thì cứ liên hệ cho mình nha. 0916640653. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.